Nữ diễn viên Emma Thompson và Emilia Clarke cùng đạo diễn Paul Feig của bộ phim cho mùa Giáng sinh năm nay Last Christmas đã cùng nhau hát ca khúc quen thuộc Last Christmas của ban nhạc Wham trong sự cổ vũ nhiệt tình của đám đông khán giả. Lấy cảm hứng từ bản tình ca cùng tên của bộ đôi Wham, bộ phim dự kiến ra rạp vào ngày 6 tháng 12 tới, xây dựng trên bối cảnh Vương quốc Anh vào những đêm đông dịp Giáng sinh, khoảnh khắc tuyệt nhất trong năm của vùng đất này. Kate, do Emilia Clarke thủ vai, là cô gái làm việc trong cửa hàng bán vật phẩm Giáng sinh. Cô gái trẻ phải đối mặt với nhiều rắc rối trong công việc của mình. Đây là một trong chuỗi các sự kiện nhân lễ hội bật đèn Giáng sinh bắt đầu từ đầu tháng 11, khởi nguồn của lễ hội bật đèn Giáng sinh từ những năm 1950 khi các chủ cửa hiệu ngoài phố góp tiền để cùng trang trí Giáng sinh sớm cho cả khu nhằm thu hút khách và thúc đẩy bán hàng. Lễ bật đèn Giáng sinh hàng năm đóng góp phần quan trọng trong hút khách du lịch, đồng thời thúc đẩy ngành dịch vụ tiêu dùng phát triển tối đa trong mùa mua sắm bận rộn nhất năm.